Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Trời thì mưa tầm tã luôn. Mình đang đứng ở trên đọt cây gần một cái hang động tươi tốt nè. Và trong phiên bản mới này thì nó có một cái thành tựu mình thấy rất là hay luôn ha. Đó chính là thành tựu mà mình cần phải rơi từ cái nơi cao nhất của thế giới xuống nơi thấp nhất ha, mà vẫn sống sót. Thế nên mình sẽ tận dụng cái hang này tại vì nó khá là sâu luôn, để chúng ta có thể làm cái thành tựu này á. Trời ơi, chút xíu nữa là gãy chân rồi. Giờ thì múc sẵn một xô nước đi. Sẽ lấy xô ra mình múc nước trước ha. Có axolot luôn. Ôi sao bữa nay xuống thì lại gặp axolot nè, hai em. Em Hồng, em... Ôi. Có axolot màu nâu luôn hả? Lần đầu mình gặp em axolot màu nâu nha. Không được rồi, phải bắt về thôi. Màu nâu là lần đầu mình gặp luôn. Axolot con nữa nè. Đã chưa. Tự nhiên cái niềm đam mê bắt axolot của mình lại trỗi dậy rồi. Lượn vài vòng kiếm thêm coi. Rồi giờ thì mình sẽ chọn một cái nơi lý tưởng để mình có thể bắt đầu rơi xuống thôi. Chỗ nào mà từ trên mình rớt xuống được ta? Ngay đây là được nè. Rồi từ đây mình sẽ bắt đầu đào dài dài xuống dưới ha. Coi thử như thế nào. Hiện tại thì vẫn chưa phải là tầng thấp nhất đâu. Ở đây mới tầng 5 thôi. Mà trong phiên bản mới này tầng thì nó còn bị âm nữa cơ. Nè, tới tầng âm luôn rồi nè. Mình cần phải đào thiệt là sâu xuống dưới đến khi nào gặp đá nền thì thôi ha. Bedrock á. Hy vọng là dưới đừng có cái hang nào sâu sâu giống y gan cái hang hồi nãy nha. Không mà té dài cú nữa là hơi mệt á. Có thêm một cái hang mới nữa nè. Ở dưới hồ nhung nham luôn. Hên quá. Không, ngay đây. Phải ngay đây là hồi đi đào đào hồi mình gớt. Ý, gớt thiệt hả? Oh no. Đừng có con Reaper nào nhảy vô cái hố này nha. Chỗ này nguy hiểm đó. Nó nhảy vô chắc mình với nó là chết chung luôn á. Ôi là trời. Đừng có con nào dại dột mà nhảy xuống vô cái lỗ này nghe. Chuyện xui gũi đó. Wow, có anh Lonely luôn kìa. Lấy luôn. Đi làm thành tựu nhưng mà không quên kiếm thêm khoáng sản mang về. Đi sâu xuống tiếp được nè. Đây, qua đây. Hãy coi bây giờ âm bao nhiêu rồi. Nãy giờ mình xuống cũng dữ lắm rồi đó. Âm 56 rồi. Âm 56 vẫn chưa là thấp nhất ha. Ô, gặp đá nền rồi. Ô. Hình như. Ê. Dùm bài. Hên quá. Reaper là đi đây rồi. Hình như đây là chỗ thấp nhất rồi hay sao nè. Mình sẽ đặt trước ở đây một cái xô ha. Rồi bây giờ đi lên thôi. Tới mày rồi. Không biết tầm bao nhiêu rồi ta. Mới tầng 100 mà. Ủa tầng 200 mà. Có tuyết luôn. Trên này hết có mưa mà chuyển sang tuyết rồi. Ui. Vậy là trên này cao lắm rồi đó. Phiên bản mới này. Trên này đúng cao luôn. Hồi xưa là đâu có cao được như vậy đâu. Nè. Bây giờ hết thấy cái hang rồi. Ui là trời. Không biết đủ không ta. Bây giờ mà thiếu là hơi mệt á. Mình còn có đúng một stack gỗ thôi. Hồi nãy đi thì mình không có mang theo nhiều gỗ. Hy vọng là đủ nha. Coi tầng mấy rồi. 280 rồi. Oh my god. Cao lắm rồi đó. Kìa, cái tầm nhìn mình hết thấy cái hang luôn rồi. Wow. Mà có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu tới nơi cao nhất nè. Hơi căng. Rồi. Su cái nè. Ấy. Tới rồi. Mình đã tới giới hạn rồi. Đây chính là nơi cao nhất và bây giờ mình... Ủa, cái lỗ nào là lỗ xuống cái hang vậy?
Ủa cái đường nào là đường xuống cái hang? Sai lỗ là chết. Bây giờ nhảy phải đúng cái lỗ nha. Rồi. Ủa qua ngày mới luôn hay sao? À tạnh mưa tạnh mưa. Rồi chứ bây giờ rồi rút cuộc. Để mình coi coi hồi sớm là mình nhảy lên chiều này đúng không? À vậy là ngay chỗ này, ngay chỗ này. Ok ok, đã xác định được rồi. Bây giờ cú nhảy này quyết định sống còn của mình à. Hy vọng là mình sẽ nhảy đúng lỗ nha. Thôi đi thôi nào. Ui. 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 Ê? Sống sống còn sống. Xong rồi. Vậy là mình đã làm xong cái thành tựu nhảy từ nơi cao nhất của thế giới xuống nơi thấp nhất rồi á. Ui làm cái thành tựu này hơi bị căng á. Hơn là mình tìm được một chỗ cũng khá là thích hợp để làm cái thành tựu ha. Ôi ui dạ. Bay lên không nổi à. Bay lên. Bay lên. Lên luôn. Rồi xong phim. Chiến này vừa làm được thành tựu mà còn mang về được một em Axolotl màu nâu nữa, rất là đẹp ha. Một công đôi chuyện luôn mà. Ngoài ra thì nó còn một cái thành tựu liên quan đến phiên bản 1.18 nữa, là mình cần phải đi trên bột tuyết. Bột tuyết là lấy kiểu gì ta? Hay là lấy cái xô này? Bột tuyết hả? Chưa chưa, để mình thử, để mình thử. Múc được không? Cái này là tuyết bình thường. Cái chỗ tuyết nào mình đi vô á, nó lúng lúng á thì mới đúng ha. Còn mấy cái tuyết này là cái khối tuyết rồi, nên mình đi vô nó không có lúng, với lại mình không có dùng xô để mình múc múc được. Ô có dê nữa nè. Mà tiếc là bây giờ mình đã có hai em dê ở nhà rồi ha, không có bắt thêm đâu. Để mình tìm coi chỗ tuyết đó nằm ở đâu ha. Mình thấy cái đồi này nó có khá là nhiều khối tuyết nè, nhưng mà không phải, có vẻ là không phải mấy cái tuyết này rồi. Khó gì ta, khó gì ta. Giờ tới chuyên mục là tìm tuyết nè. Mình đi lò mò trên này đi, đến khi nào bị lúng thì thôi. Ngoài ra thì khi mà mình bị lúng trong đó hình như mình còn bị lạnh nữa thì phải. Kìa, đằng kia quá trời tuyết luôn. Vô thử coi. Wow, chỗ này hình như là dùng sỏi đúng không? Sỏi hay đá? Ủa đá hả? Trời, tính đâu sỏi chứ. Còn có thỏ nữa cơ. Vùng này khá là nhiều động vật chuyên sống chỗ lạnh giá ha. Thỏ, rồi dê các thứ nữa. Không biết ban đêm ở đây có xuất hiện mấy con sương mà bắn mũi tên làm chậm hay không nè. Và có vẻ cái khúc này nó không phải là nơi có những cái tuyết lúng rồi. Oh my god. Y ow. Mình tìm thấy rồi, mình tìm thấy rồi. Ủa sâu vậy? Ui, mình đang... Trời ơi, mình lạnh run người luôn rồi kìa. Ui, nó còn đi sâu nữa. Cố lên, cố lên. Ui, ghê thiệt nè. Cái này là hình dạng của tuyết lúng nè. Múc. Đó, mình múc được rồi nè. Xô tuyết bột. Ghê thiệt, cái này không khéo là mình lọt xuống dưới là mệt đó. Thôi, không có nghịch lần nữa đâu. Coi coi cái thành tựu nó như thế nào. Mình sẽ đi trên bột tuyết mà không bị lúng xuống bên trong á. Ủa sao đi được ta? Ủa sao đi được? Trời, nó lạnh. Ao. Đi trên bột tuyết. Hay là mình phải dùng mấy cái thảm tuyết này ta? Không đặt xuống được. Ui, thành tựu này căng quá à. Thôi mình coi lại coi. Đi trên bột tuyết mà không bị lún xuống bên trong. Sao mà được ta? Nghe có vẻ vô lý nhờ. Mình lấy mấy cái thảm tuyết này.
bột tuyết này đúng không? Không đặt trên bột tuyết được. Ê, chạy nhanh quá. Ui, chạy nhanh quá, cũng bị dính. I don't know. Bị lúng nữa rồi. Chun 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 lé chun lé chun lé. Không là chết cống tiếp á. Ui da. Quá trời quá đất rồi. Càng đi mình càng càng gắng đi ra thì càng bị lúng á. Rồi, ra được rồi. Ui. Căng quá à. Ủa, hình như cái xô bột tuyết, tuyết bột này nó có tính chất như là xô nước hay sao á, ví dụ coi. Wow. Không mất máu luôn. Nó y rèn xô nước vậy ha. Ê, hay nha. Ủa, rồi làm sao mà mình đi trên được ta? Các bạn có thấy lạ không? Sao mình mà đi trên được mình... Hay là phải có dòng chân lạnh nha? Cái này thì hơi khó rồi. Nhưng mà dù sao thì cũng tìm được cái dùng tuyết bột này cũng khá là ok ha. Hơi bị hiếm á. Rồi làm dấu chỗ này lại. Ê, bên này có con sương. Con sương lang thang. Nữa hả? Bị lúng nữa rồi. Chu mia. Ai. Ui dù. Nguy hiểm quá. Ta vậy còn bị con sương bắt. Con sương. À con đó con sương thường. Chứ không phải con sương lang thang. Và khi mình dùng mũi tên bắn thì tuyết bột nó sẽ bị mất luôn nè. Wow. Vậy là mình có thể phá tuyết bột bằng cách là dùng mũi tên bắn á. Con nhỏ kìa. Bị lạnh kìa. Ui giời, lạnh chưa cưng. Hiểu cảm giác của anh chưa cưng. Đúng rồi. Úi giời. Kiểu đang cố gắng đi ra mà sao mà ra được. Giờ năn nỉ đi anh cú. Năn nỉ đi. Coi kiểu zombie gọi luôn. Đi luôn rồi. Zombie đang cố gắng đi ra nhưng mà không ra được ha. Chỗ tuyết này rất là nguy hiểm. Mình đi tìm được chỗ này mà lấy một xô về thì nó bị ít quá. Mình phải lại làm thêm vài cái xô nữa mới được. Để mình lấy thật là nhiều tuyết bột về. Đây. Làm thêm vài cái nữa. Rồi múc cả đống tuyết bột về luôn. Đấy. Về nhà tha hồ mà dùng ha. Cất vô. Xong. Giờ có thể đi về được rồi. Nhưng mà thành tựu thì mình vẫn chưa làm được á. Tại vì mình chưa biết cách để mình có thể đi trên tuyết bột mà không bị lúng á. Cứ tưởng là đi trên được, ai về đi vô lúng hồi suýt nữa thì chết cống rồi. Nguy hiểm thiệt. Rồi, nếu mà cái đó làm không được thì mình sẽ làm một cái thành tựu khác đi. Coi còn thành tựu nào mà dễ không ta. Ê, có thành tựu này. Khá là hay, liên quan đến bắn cung á. Là mình sẽ bắn một con sương với khoảng cách là 50m. Wow, 50m đấy. Không phải ít đâu. Ê, mình điếm thử á. Con sương đó tụi mình đủ 50m chứ ta. Mình sẽ canh thử ra. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tới đây là tầm 15 nè. Đằng kia là 20. 25 ô, vậy là chưa đủ. Rồi nó biến mất luôn rồi. Bây giờ chắc mình phải nhốt một con lại quá. Từ đây tới đó thì không đủ 50m rồi. Ủa nó biến mất nữa kìa. Cái thành tựu khó nhờ. Phải bắn chết một con sương lận á. Mà 50 ô lận nha, chứ không phải là ít nữa. Từ đó tới mình là cũng cỡ 10 ô. 15 ô. Từ đằng con này tới mình là 15 ô nè. Mình sẽ giữ khoảng cách xíu. Mình bắn trước con sương này đi. Tại vì con sương này nó có mặt giáp nên bắn tầm 2 hit mới chết lận. Bắn trước một hit đi. Rồi bay qua đây. Đây tới đó đủ 50 ô chưa ta? Không, đây tới đó còn gần quá. Đây, tầm này đi. Đó, khoảng cách đủ xa rồi đó. Hi. Ui, hơi cao. Hi. Ui, hơi thấp. Hi. Ui. Gì mà không tới kìa. What the hell. Ôi, một chút xíu nữa.
Cô trúng vậy. Ở kìa. Gì mà không trúng? Có biết nào trúng con xương đây? Hi. Sẽ canh cao cao lên xíu. Rồi biến mất luôn rồi. Cái tên nhờ. Trời ơi, chưa kịp làm cái thanh tụ nữa. Từ đây tới đó thì không đủ khoảng cách rồi. Thử nha, thử với con xương đằng đó coi. Trời, trúng cái cui. Ui. Được rồi kìa. Đấy, mình đã được cái thành tựu bắn chết một con xương trong khoảng cách 50 ô rồi. Yes. Và thêm một thành tựu rèn luyện khả năng bắn cung của mình nữa. Là bắn trúng hồng tâm với khoảng cách là 30 mét ha. Wow. Càng á, cái này phải về nhà mới được. Để mình về nhà mình làm cái khối hồng tâm đó rồi chúng ta sẽ làm luôn cái thành tựu bắn hồng tâm ha. Nhưng mà mình không biết là khối hồng tâm đó. À, nó bên redstone, nó cần phải có kiện rơm cũng như là 4 redstone chứ nó không phải cần gỗ. Wow. Cần kiện rơm hả? Kiện rơm là phải gặt lúa rồi. Mình gặt chút xíu lúa đây. Đủ chưa? 7 lúa. 8, 9. Rồi, ok. Đủ để mình làm một cái kiện rơm rồi ha. Vô lượm thêm mấy cái redstone nữa là đủ rồi. Redstone ở đây. Xong. Vậy là giờ chúng ta có thể làm được khối hồng tâm. Để có thể làm thử thách bắn cung rồi ha. Bây giờ mình chơi khó luôn. Mình sẽ đặt cái này ở đâu ta? Đầu bắn phát. À. Hay là bây giờ mình đặt trên đọt tre nhờ. Hợp lý. Ôi mà không được. Đặt trên đọt đọt tre sao bắn trúng hồng tâm được. Phải đặt thấp thấp mới bắn trúng hồng tâm chứ. Bây giờ mình sẽ đặt đâu đó ở ngay ngay đây, ngay trước cổng biệt thự mình luôn. Ồ, ngay đây đi nhờ. Đó. Rồi lùi ra xa một xíu ha. Đây tới đó. Ui, đây đó là gần quá. Ui, hơi căng nha, hơi căng nha. Hơi căng nha, chúng hồng tâm lắm đó nha. Cao vậy mà mới trúng cái cửa thôi. Gì thì cao quá. Mình thấy cái này nó trúng hồng tâm hay sao rồi. Ui lại xém trúng nữa. Thôi chắc bây giờ phải đổi đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình đứng cuối đường mình bắn đi. Cho dễ xíu chứ. Làm kiểu kia bắn cái tới 10 luôn á. A few moments Cái hồng tâm kìa. Nó tài lầy luôn rồi, quá trời mũi tên. Trời ơi, khó gì cũng được nữa, bắn vòng vòng cái cục hồng tâm luôn. Sợ thiệt. Khó vậy mà cũng làm được. Người ta bắn một phát một trúng. Còn mình bắn muốn nét cây cung luôn rồi chưa trúng nữa. Trúng ơi. Yay. Mình bắn tầm mười mấy hai chục mũi một lúc thì cũng có một mũi trúng hồng tâm rồi ha. Đâu rồi, coi chụp hình lại cái mũi trúng hồng tâm coi. Không biết chừng nào mấy mũi tên này mới biến mất nữa coi kìa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15, 16, bắn 16 mũi mới có một mũi trúng hồng tâm à. Ô là trời nè, cái mũi này nè, cái mũi này là cái mũi trúng hồng tâm ha. Thôi, bỏ qua đi, chuyện một bắn cung này khó quá. Gặp thanh niên bắn cung trượt lớp không à. Làm cái thập tụ rèn luyện cái năng bắn cung mà thấu đều. Muốn mua một cây, muốn làm một cây cung mới luôn á, cây cung hư phân nửa luôn rồi kìa. Để nhắc nhở mình rèn luyện mỗi ngày chắc mình phải đặt ở đây luôn. Mỗi ngày rảnh là ra bắn hồng tâm liền. Đây bắn hơi bị trưởng, bắn phát trúng hồng tâm luôn nè. Nó bắn hồi nãy bắn như gì thì phải là dữ không?
Bạn bị kinh rồi. Kế bên bắn trúng luôn mà. Quá dữ. Thôi. Quên. Còn em Axolotl này nữa. Tí nâu, đặt tên em này tên là tí nâu luôn á. Tại vì em này màu nâu. Tí nâu. À. Không biết gì hôm kia đặt em kia là tí hồng nhờ. Màu hồng đặt là tí hồng. Em này màu nâu đặt tí nâu là đúng bài rồi. Rồi. Ở đây đặt tí nâu vô cái sông này thôi. Dạ. Tí nâu. Đó. Quá xa đã luôn. Ê. What the hell? Mình biết lý do tại sao mà mấy em Axolotl của mình không cánh mà bay rồi. Mấy em ra cái sông này mấy em chơi nè. Ú là trời. Vậy nhiều khi tí nị tí tẹo các thứ là ra sông chơi rồi đó. Mình ra sông mình kiểm tra thử coi. Tại vì mình có đặt tên nên nó không có biến mất đâu. Đâu quanh quẩn trong mấy khúc sông này thôi hả? Coi coi có ra tới này không? Này có mực không à? Coi có ra tới bên này không? Không có đây. Ui da, ui da, bay nhanh quá. Tốc độ nhanh quá. Ồ, vậy chị mới thấy có em màu vàng thôi. Còn mấy em còn lại đâu nhờ? Vô lý thế. Hơi bị điêu nha. Con xương này nó dám vô vườn bông của mình. Dám vô vườn bông của mình hả? Hổn sượt. Tự nhiên cái vườn bông người ta đang đẹp chui vô một chồng. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình lấy nguyên vật liệu để chuẩn bị cho công cuộc xây dựng một cái máy farm. Mà cái con vật này, không, nó chính xác là con quái vật này, nó từng là nỗi ám ảnh của mình trong suốt thời gian vừa qua luôn ha. Đó chính là cái con Reaper. Mình hơi bị cay nó luôn, nó nổ mình mấy lần rồi đó. Mà hên số mình sống dai. Nổ mấy lần không chết. Nên vẫn còn gáy được tới bây giờ nè. Vừa mới nhắc nó đã xuất hiện liền rồi. Thiệt tình luôn á. Ai cho nó ha, hoành hành ở đây. Rồi và cái chỗ farm Reaper này để mình coi còn mình sẽ làm nó ở đâu đây. Đi ra chỗ khác cưng. Bậy rồi. Đi ra chỗ khác đi. Từ từ cưng. Kìa. Thấy chưa. Thấy nó láo tét chưa. Mới luyện xong bắn cung đó. Bắn hơi bị chuẩn. Mới luyện bắn cung hồi nãy mà. Bắn hơi bị chuẩn nha. Con xương này. Eo. Đội solo hả? Đội solo bắn cung hả gì? Đâu? Sao? Chắc là mình sẽ làm cái farm Reaper này ở đâu đó bên kia đi. Mình thấy cái mẫu đất bên kia rất là trống cơ. Khá là thích hợp để chúng ta có thể làm được cái máy farm Reaper á. Rồi, chắc mình sẽ bắt tay vào công cuộc xây dựng luôn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ xây một cái gần giống như là hình tròn ha. Ngay vị trí này trước. Là ngay đây. Đây sẽ là hai ô trung tâm ha. Đây là chỗ cũng như là để cho con Reaper nó rơi xuống á. Rồi, mình sẽ làm một cái đường nối từ đây vô tới bên trong này. Đó. Tương tự đầu bên này ha. Và vì là một cái máy farm Reaper á, nên thành thử ra mình cần phải có một vài em mèo để mình có thể hù con Reaper đi vô cái lỗ mà mình mong muốn ha. Biết còn cá không nữa. Hết cá là phải đi lặn bắt cá thêm. Úi, em mèo rừng. Ê, mèo rừng mình đâu rồi? Rồi, không lẽ là không đặt tên nên mèo biến mất rồi. U là trời. Hết cá thì coi. Ồ, tiếc thế, mình hết thẻ đặt tên rồi. Không là hôm qua mình đặt tên cho mèo rừng luôn. Để giờ mèo mất tiêu. Ở đây. Rồi, đi vô. Rồi, nhớ nha, nhớ hù mấy con Reaper nha. Hù giùm anh đi, cuối tháng anh thưởng. Ok. Rồi, giờ thì tới công cuộc đặt cửa sập thôi. Mình sẽ đặt cửa sập để dụ cho mấy con Reaper nó tưởng bở rồi nó đi lọt xuống dưới á. Đây.
Và bây giờ mới tới khâu quan trọng là mình sẽ đặt cửa sập theo hình này, theo hình dấu cộng á. Đây giống như mình gì nè. Khi mà mình mở ra thì nó sẽ tạo thành một cái hình dấu cộng ha. Đó. Mình đi còn lọt huống chi con Reaper. Demo luôn, để mình làm demo cho các bạn xem luôn. Nè ví dụ mình là Reaper. Ui sợ quá sợ quá sợ quá. Tẩm. Ok. Đó. Con Reaper mà khi nó bị mèo hù nó cũng sẽ như vậy ha. Rồi trong này thì dọn dẹp cho sạch sẽ cái. Dọn cỏ đi. Dọn cỏ cho nó sạch sẽ ha. Ê mà khoan, mình còn thiếu một thứ rất là quan trọng nữa. Đó chính là những cái tấm thảm. Tại vì nhiều khi á, những con nhện nó vẫn có thể xuất hiện trong cái chỗ farm Reaper á, nên mình phải khắc phục bằng cách là lót thảm vào thì nó mới không xuất hiện nữa. Hai tấm thảm đầu tiên thì mình sẽ đặt ở vị trí này. Tấm thảm tiếp theo mình sẽ đặt ngay đây. Đó, đó là vị trí mà mình cần phải đặt thảm ha. Ui, chuẩn vậy. Khoan, hình như có đó sai sai, hình như ngay đây mới đúng. Chính xác rồi. Đó, mình sẽ đặt thảm ngay vị trí này ha. Để cho con nhện nó đừng có spawn ra. Ngay đây, ngay đây, ngay đây. Làm tương tự với mấy hướng còn lại luôn. Ngay này và ngay này. Rồi, vậy là mình đã xong cái việc đặt thảm rồi ha. Giờ thì chỉ cần dẫn thêm hai mèo vô hai vị trí này nữa là xong cái công đoạn dẫn mèo luôn rồi. Giờ thì chắc mình sẽ chuẩn bị cho cái việc hứng Reaper đi. Reaper khi mà nó rớt xuống đây đúng không? Mình sẽ cần phải hứng nó một xíu. Xuống xong cái nữa đi. Rồi tầm này mình sẽ cho nó bơi qua bên đây ha. Bơi qua đây luôn. Nước thì nó sẽ chảy tầm 7-8 ô gì thôi à. Cho nó chạy xuống thêm một lần nữa đi. Để mình dễ hứng hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8. Đó, ngay vị trí này thì Reaper nó sẽ rớt xuống ha. Ngay đây thì nó sẽ rớt xuống nè. Đúng không? Để mình test lại cái nữa coi. Cho chuẩn cái đã. Mình sợ sai mất công xíu làm lại nữa. Rồi, chuẩn bài luôn, chuẩn bài luôn. Ồ, ồ, ồ. Đó, bây giờ mình chỉ cần farm Reaper ngay đây thôi. Bây giờ tới công đoạn hứng Reaper ở ngay đây ha. Mình sẽ đặt hoàng. Ở đây thì mình sẽ cần phải có hai khối mắc ma ở phía trên trước. Sẽ đặt đạo này ra. Oh, no 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 no. Nước tràn. Đây. Hai khối ở đây và hai khối ở phía sau nữa ha, để cho nó nhận một ít sát thương rồi sau đó xuống đây thì sẽ tới lửa trại nó đốt ha. Như vậy thì sẽ đặt tiếp ngay đây. Ngay đây và hai cái hopper sẽ nằm ở phía dưới để nó hút đồ. Ủa. Khoan, nếu mà mình đặt như vậy thì nó có hút được không ta? Mình đang lo là nó không hút được á. À, nó vẫn hút tốt ha. Vậy thì thoải mái rồi. Rồi, vậy là đưa vào hoạt động thôi. Reaper thì nó sẽ bị đốt ở đây ha. Và mình sẽ nhận được thuốc súng ngay tại vị trí này. Giờ tới công đoạn là AFK thôi. AFK thì mình cần phải đi lên cao cao một xíu để cho cái chỗ farm này nó hoạt động á. Gì đây? Nguy hiểm vậy? Có Reaper xuất hiện bên ngoài nữa chứ. Hơi ghê nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ trèo lên phía trên của cái máy farm trước. Ở phía trên thì mình đã ốp bằng những cái slab rồi. Để đảm bảo là phía trên máy, trên nóc của cái máy farm nó không có xuất hiện quái ha. Rồi giờ thì chúng ta sẽ trèo lên thiệt là cao ở phía trên. Cái này mình mang theo 2 stack vàng giáo. Chỉ là mình sẽ xài tầm 1 stack rưỡi là vừa, là tầm 100 ô á. Rồi áp can trở luôn ha. Tầm 15 phút xuống dưới coi coi nó có được bao nhiêu cái bộ thuốc súng cho mình. Cái này là mình phải dặn cái tầm nhìn lên cao cao một xíu mình áp ca. Để coi coi bây giờ xuống dưới mình sẽ có được bao nhiêu cái bột thuốc súng á. Ôi mình nghe tiếng Reaper rồi, mình nghe tiếng Reaper rồi. Đó. Ô. Cúc cúc. Cúc cúc.
cúp cúp. Nó còn định nổ mình nữa chứ. Ui kìa kìa, nó xuống kìa. Ui ghê chưa. Tâm luôn. Có xương nữa. Trời ơi, mình dặn tầm nhìn lên cái nó. Ôi trời trời. Nhấp nhó. Có zombie baby nữa nè. Rồi tôi xong mời fail rồi. Ui đừng để River nổ nha. Nó nổ là hơn bột của đường hết á. Bây giờ thành cái máy farm hỗn hợp luôn rồi. Vừa có Reaper mà vừa có thêm mấy con quái khác nữa. Vui ta. Ui ghê quá à. Như vậy thì đại khái cái máy farm này cũng thành công tầm 60%, 70% rồi. Nó không như mong đợi lắm á. Tại vì nó vẫn còn xuất hiện những con quái khác á. Thôi vậy là 11 muốn AFK mình bay lên trển đi. Khỏi trèo đường này mất công quá à. Hơi ghê thiệt. Ồ, và chắc mình sẽ trang trí cho cái chỗ farm Reaper này bằng một pho tượng Reaper luôn cho nó hoành tá tràng á. Cho nó nhìn đồ sợ một xíu. Và mình chưa có đủ nhiều số lượng bột nhuộm màu xanh á, từ xương rồng. Thế nên mình sẽ sử dụng những cái quả dưa hấu này để làm màu xanh cho cái tượng bí ngô. Ô tượng Reaper ha. Rồi xong phim. Không biết giống Reaper hay không đây. Ủa? Ôi. What the f***. Ôi. Cái gì đây? What the hell? Cái này là giống người ngoài hành tinh hơn là giống Reaper á. U là trời. Cái đầu phải hình vuông thì mới đẹp được. Đây. Rồi, giờ thì coi lại Reaper nha. Reaper phiên bản dưa hấu lần thứ 2. Ui. Đó, lần thứ 2. Ủa. Cũng không giống lắm. Chắc tại mình xây với kích thước quá là nhỏ nên khá là khó để mình tưởng tượng ra con Reaper ha. Gượng ép thì chắc cái này cũng giống Reaper thiệt. Đó, nhìn từ góc nghiêng thì thấy giống Reaper ha. Nhìn từ góc nghiêng cũng khá là giống á. Nhưng mà nhìn đối diện thì nhìn nó không giống lắm á. Chắc 11 mình phải lót ở phía dưới thêm những cái block bất kỳ á để che cái khoảng không này nè, thì nhìn nó mới giống thiệt hơn á. Gặp mấy bạn mà chuyên build Reaper, gặp mình build chắc cười ngất xỉu mấy ngày mấy đêm quá. Người ta xây Reaper thì bao ngầu, bao đẹp, còn mình xây y như người ngoài hành tinh vậy đó. Nhưng mà nói chung thì cái máy farm Reaper của mình nó vẫn có hoạt động nha. Nhưng mà cái xác suất nó xuất hiện thêm những con xương, những con zombie thì nó vẫn có. Nên cũng không có ảnh hưởng quá là nhiều đến cái máy farm của mình. Và trong tương lai mình sẽ cố gắng kiểu như là nâng cao cái trình độ xây Reaper của mình lên, để xây ra được một con Reaper nó to hơn ha, chứ không phải là một con Reaper bé xíu giống như vậy nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.